Rồi, xin chào mấy anh em nha. Hôm nay phát ca tới Bà Rịa để giao lưu mấy chiếc xe chơi với mấy ông anh nha anh em. Ngày Tết nha, còn mấy ngày nữa là Tết rồi. Nên anh em ra đây test xe chơi nha. Rồi mình sẽ quay cho anh em xem mấy dòng xe nha. Đây. Cái hũ trống có cái hũ trống không em? Xe Nui đâu? Đây nha. Câu lạc bộ URC, anh em mày thường chơi ở lại này học nha anh em.